Xin kính chào quý vị và các bạn. Sang ngày hôm nay 14 tháng 2, ngày mùng 5 Tết, thời tiết trên cả nước vẫn phổ biến ít mưa, tạnh giáo. Nhìn chung là thuận lợi cho ngày nghỉ cuối cùng của Tết Nguyên đán 2024. Sang ngày mai cũng là ngày gặp mặt đầu xuân của nhiều cơ quan. Tại miền Bắc chịu ảnh hưởng của áp cao lệ địa phía Bắc nên mưa tăng lên diện giải rác cùng nền nhiệt độ sẽ giảm nhẹ, giao động ở mức là 15 đến 26 độ, trời rét về đêm và sáng. Đối với các tỉnh miền Trung, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh có thời tiết khá tương đồng với Bắc Bộ nên cũng có mưa ở diện giải rác cùng nền nhiệt độ rét nhẹ vào lúc sáng sớm, giao động ở mức là 17 đến 26 độ. Các tỉnh từ Quảng Bình cho đến Bình Thuận chỉ có mưa vài nơi với mức nhiệt độ tăng dần từ Bắc vào Nam trong khoảng là từ 20 đến 32 độ, có nơi cao hơn. Ở phía Nam, cả vùng cao Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ vẫn phổ biến khá khô giáo, thời tiết hầu như là không có mưa, ban ngày trời nắng nhiều với nhiệt độ trong ngày mai tại Tây Nguyên là từ 27 đến 30 độ, còn tại khu vực Nam Bộ là từ 32 đến 35 độ. Riêng khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng cục bộ trên mức 35 độ. Đến với thông tin trên biển, tại khu vực quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa đều phổ biến có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Nên nhiệt độ tại cả hai quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa đều không vượt quá mức là 31 độ. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rải rác, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ.